an toàn để đại chúng. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2006, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 241. Rồi chúng ta học về cái chân lý thập nhị nhân duyên. Đại chúng nên lưu ý 12 nhân duyên đó, nên để ý lại cho kỹ rằng là 12 nhân duyên đó không cần phải nói. Cái vô minh, cái hành đó là cái nhân của đời trước. Thức, nhân, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái đó. Xúc thọ là cái quả khổ hiện tại. Rồi ái thủ hữu là cái nhân hiện tại. Rồi lão tử là cái quả vị lai. Nói cái đó không có trúng. Phân tích như vậy không có trúng. Mà nghiên cứu cho sâu sắc chỉ là Đức Phật dạy cái vấn đề mà chúng ta tư duy nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta theo Đức Phật cho biết đó, thì đây là đứng bên cái quan điểm, bên cái lập trường của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật. Thì hàng ngày mà nếu chúng ta không phải là cái người có tư duy tu tập, có quán chiếu, có thiền định á, thì hàng ngày chúng ta sống trong vô minh không? Phải nói thẳng như thế, nghĩa là chúng ta bị che đậy hết. Đối với chân lý thì con mắt của chúng ta mở như vậy mà chúng ta không thấy chân lý. Lỗ tai chúng ta không có hề điếc mà không nghe được chân lý. Mũi lưỡi thần ý của chúng ta vẫn tỉnh táo mà chúng ta không ngửi nếm xúc biết được chân lý. Vì vậy cho nên cuộc sống của chúng ta bị vô minh nó che lấp, thành ra là thân miệng ý của chúng ta bị sai lầm. Thân làm việc sai lầm, hành động sai lầm, miệng thường hay nói ra sai lầm, ý phát xuất ra những ý nghĩ sai lầm, tức là thân miệng ý sống trong sai lầm. Mà sống trong sai lầm đối với chân lý như vậy là tất cả chúng ta sống trong vô minh. Đó là theo cái giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Toàn bộ chúng ta sống trong vô minh. Tại sao dám nói như vậy? Dựa vào chân lý nào dám nói như vậy? Xin thưa rằng không có gì khó trả lời hết, rất dễ trả lời. Trả lời như thế này, hai cách trả lời. Nếu khi nào mà người đệ tử Phật, gọi là người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia, mà chưa có tư duy quán chiếu về ngũ ấm vô ngã, thì chúng ta sống, thân khẩu ý chúng ta sống trong sai lầm hết. Chừng nào chúng ta có tư duy, có quán chiếu, thấy được cái
thân của ông này là vô ngã, thì chúng ta mới vượt ra được cái sai lầm căn bản đầu tiên để mà chứng được cái quả a la hớt quả, là cái quả đầu tiên của những người được giải thoát ở trong đạo Phật. Điều đó là điều khẳng định như thế. Mà chúng ta là tuyệt đại đa số chúng ta chưa thấy được cái chân lý ngũ ấm vô ngã. Vì vậy cho nên là chúng ta tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, chấp tứ tướng. Bốn tướng đó mà chúng ta dính mắt ở trong đó, chúng ta chấp mắt đó, thì chúng ta đều là người bị vô minh che lấp. Mà đã bị vô minh che lấp thì chúng ta sai lầm tất cả trong cuộc sống. Đó là theo cái quan điểm, cái nhìn của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật. Nói như vậy rồi những người đệ tử Phật của chúng ta tư duy thiền định coi coi có phải vậy không, chứ không phải là Phật nói rồi bắt buộc mình phải ngoan ngoãn phải nghe. Khi nào mà tư duy quán chiếu thiền định thấy nó đúng thì mới nghe. Thế thì sắc ấm chúng ta có thấy được cái tính vô ngã của nó chưa? Chưa. Kể cả những cái bậc tu hành 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm cũng còn chưa thấy được cái sắc ấm là vô ngã. Thì làm sao mà không sai lầm? Sắc ấm nó có nội sắc, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nghĩa là nói chung lại là cái thân vật chất này, nội sắc. Mà theo giáo lý đạo Phật chỉ thì mình phải thấy được cái tánh vô ngã của nó. Nhưng mà chúng ta được, có mấy người được thấy rằng nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có cái hạt nhân của tự nó không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là nhân duyên trùng tương quan tác động mà hình thành nó ra, chứ nó không có cái bản chất tự nhiên của nó không có cái hạt nhân vốn có của tự nó để sanh ra nó. Phải tư duy như vậy. Tư duy rồi kết luận thử coi là lục căn của mình có vô ngã không. Nếu các vị tư duy, các vị sẽ thấy nó là vô ngã thật sự đấy. Tuy nhiên là phải tu thiền định thôi à. Do vậy cho nên tôi nói chúng ta phải học vừa tập tu thiền định, phải tập tư duy quán chiếu, phải lấy cái bát nhã ba la mật để mà chiếu kiến ngũ quẩn, cho tới khi nào chúng ta nhận thức được ngũ quẩn giải không thì lúc đó chúng ta mới vượt qua tất cả khổ ách. Còn bằng không thì khổ ách đau khổ nó tới, đừng có trách ai, đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm. Không ai tự làm đau khổ, không ai phá hoại ta nhiều bằng ta. Đau khổ hay không và an lành hay không nên hư là tại ta, là gia tuật trách, chứ không ai hết. Do vậy cho nên đừng có lại lục gian xin cầu nguyện gì hết. Lại lục gian xin cầu nguyện là không biết tu hành rồi đó. Không hề được cái gì hết. Cầu an cũng như cầu siêu không hề được cái gì hết. Hỏi tại sao dám nói? Dám nói. Lý do đàng hoàng. Không hề cầu an được. Cầu an được rồi, bây giờ là tôi rủ đi cầu an là kiếm bảy dài ba trăm triệu đô dễ dàng. Dài 300 triệu đô la dễ dàng, muốn không? Ai là người bảo đảm cầu an ngon đây? Tôi dẫn cho đi, đi kiếm tiền xài chơi. Còn riêng tôi thì tôi chỉ thôi, chứ còn tôi không lạnh. Bởi vì tôi cầu không được. Còn nếu mấy người cầu được thì tôi chỉ cho lãnh cái cầu xài.
Thì đâu lạ, đây là Hà Nội thôi. À, rồi lại cái nhà con Bùi Tiến Dũng đây, Nguyễn Chí Tiến đấy, lại nói trời ơi, người ta là quan quyền như thế, ta dám cá độ hàng trăm ngàn đô la, thì chuyện gì mà vài trăm ngàn mà để thoát khỏi cái nguy hiểm mà thân bại danh liệt, rồi cha mẹ vợ con đang đau khổ, rồi người ta chết rồi, thì cá độ trăm ngàn đô được thì là vài trăm ngàn đô ta đưa ra để nhà cầu an, chuyện bình thường. Đấy, ai dám cầu đi với tôi. Thì còn bao nhiêu kỹ sư dầu khí à, cũng vậy, cũng lãnh kiếm nghĩa là trăm ngàn đô gì ở, tôi dẫn cho mà đi, bởi vì tôi cứ theo dò báo chí á, tôi lại hỏi mấy tờ báo trên nhà họ ở đâu, à cái rồi báo chỉ tôi, cái rồi tôi chia cho nhà báo, rồi nếu mà làm được tôi chia bớt, thì họ sẵn sàng họ dẫn đi thôi. Mà điều đó người ta không lấy được hàng trăm ngàn đô thứ đó. Có nghĩa là các thầy, bất cứ thầy nào, không cầu an được. Mà cầu an đã không được thì cầu siêu cũng không được. Do vậy cho nên cái giáo lý của Đạo Phật chúng ta học rồi, chúng ta thấy nó hết sức là nếu nói khoa học thì nó là khoa học, nếu nói triết học thì nó là triết học. Nếu nói duy vật thì nó là duy vật. Mà nếu nói duy tâm thì nó cũng là duy tâm. Bởi vì nếu muốn nói duy tâm tôi nói cũng được mà. Hãy làm sao biết rằng nào bằng duy tâm. Đấy. Tối nay anh tính anh rủ hai ba thằng đi ăn cướp xe taxi rồi lấy xe đi bán, phải không? Anh nghĩ cái đó phải không? Anh nghĩ cái đó mà nếu mà anh không tu tập Đạo Phật à, mà tôi nói mà anh không nghe đó thì ngày mai anh đi làm cái đó anh sẽ bị bắt, đúng không? Nhưng mà ngược lại tôi nói rằng là cái trộm cướp là cái đó không nên làm. Phật dạy rằng không giết hại người ta, mà mình âm mưu giết người ta có nghĩa là mình giết hại, mình không giữ cái lời dạy của Phật. Rồi mình đã cướp xe taxi của người ta mình đi bán, anh nói thế là mình vừa giết hại rồi vừa trộm cướp, thế là cái hậu quả không tránh khỏi đâu. Nhưng mà nếu như anh nghe nó, à cái ông thầy này ông phân tích trúng mà, à cái đó nói của Phật chứ kỳ thật không phải của Phật, mà của cái đó là của chân chân lý, cho nên là anh nghe cái ông này rồi bỏ không đi ăn cướp, không giết người ta thì không có bị bắt và không có ở tù, đúng không? Thế là duy tâm chứ gì nữa. Cái tâm anh không nghe lời đó, không nghe chân lý anh đi ăn cướp. Bây giờ cũng cái tâm anh nghe, anh nhận thức rằng cái lời của Phật dạy trúng, lời Phật dạy không phải của Phật mà nó trúng, của Phật dạy mà nó trúng với cái chân lý của vũ trụ, của nhân quần xã hội. Do vậy cho nên là nếu anh cãi, anh sửa đổi cái tâm sắp đi trộm cướp hồi hôm thì anh không có bị bắt, không bị ở tù. Do vậy cho nên Đạo Phật nói duy tâm cũng dám nói rằng mình là duy tâm, nói duy vật cũng nói mình là duy vật. Bởi vì làm theo năng lực hưởng theo lao động, anh không tư duy, không thiền định, anh không quán chiếu mà anh đòi Phật trời gia hộ cho anh làm gì có, anh phải làm thôi à. Cho nên là cũng là duy vật. Cho nói là triết học thì Đạo Phật cũng là triết học. Mà nói về khoa học thì Đạo Phật cũng khoa học. Thật ra là ta học Đạo Phật là cái chỗ đó. Hay lắm. Cho nên là 12 nhân duyên là để dạy nên có đời này tự xây dựng, tự cải tạo mà cuộc sống tự có an lành. Mà vô minh và hành không phải của quá khứ nào hết, ngay ở đây. Nếu hành động của chúng ta mà bị vô minh thì
là coi như là cả cái quá trình cái chuỗi dài trong cuộc sống chúng ta đó, thức tỉnh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu mi khổ não đều là bị vô minh chi phối hết, thì nó đi một loạt như thế. Còn nhân bằng chúng ta giáp đương đầu với vô minh, chúng ta phấn đấu, chúng ta nhận thức rằng vô minh là nguyên nhân của sai lầm, của tai họa. Mà ta đủ sức tỉnh thức, đủ sức vận dụng chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, thì chúng ta cải tạo cái vô minh đó, tự nó mất. Mà đây chúng ta sẽ học đây nha. Vô minh không có. Nguy hiểm, nói là nguy hiểm vậy đó. Khi mà vô minh chi phối là toàn bộ cuộc sống ta, từ hành thức, chính xác, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử đều là một chuỗi dài đau khổ. Nhưng mà nếu mà học kỹ chúng ta thấy thực tính của vô minh là phật tánh. Cho nên là coi vậy chứ mà nó không có. Mà mình dùng chánh kiến, mình dùng chánh niệm, mình dùng chánh tư duy, mình quán chiếu thì cái vô minh đó nó tự mất. Mà vô minh không có thì hành không có sai lầm. Hành không sai lầm thì thức không sai lầm. Thức không sai lầm thì thân tâm không sai lầm, tức là danh sắc đây. Mà thân tâm không sai lầm thì là cái nhìn lục cảnh, chứ chúng ta nhìn lục cảnh không sai lầm, tức là lục nhập. Lục căn chúng ta nhìn sáu cái cảnh bên ngoài không có sai lầm. Lục căn chúng ta đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Nó tự nó thanh tịnh đó chứ. Nếu không có vô minh là tự nó thanh tịnh đó chứ. Rồi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự nó thanh tịnh mà. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt. Tức Phật dạy như thế, kinh Pháp Hoa. Các pháp tự diệt đây, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là lục căn nhìn lục cảnh không có sai lầm thì lục nhập không sai lầm. Mà lục nhập không sai lầm thì là cái xúc không sai lầm. Xúc không sai lầm thì thọ cũng không có sai lầm. Thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Nếu mà anh dùng vận dụng xả thọ, anh nhìn giả pháp thì nó giống như cái máy quay phim quay tất cả cảnh giới, chứ mà nó có thương cái nào, nó có ghét cái nào, nó có khen cái nào, nó có chê cái nào đâu. Nó thâu hết hình ảnh đó mà không hề có vui mừng buồn giận thương ghét. Thế thì cái máy quay phim, cái camera đây ha, quay hết hình ảnh mà nó không hề có thương ghét thì làm gì có đau khổ. Cho nên là xúc không sai lầm thì lục nhập không sai lầm. Lục gì nhập không sai lầm thì là không có cái ái sai lầm. Ái được chứ. Ái mà nếu sử dụng đúng nó là nó thành từ bi. Nhưng mà sử dụng sai nó thành ái kiến. Thương tất cả nhân loại mà không có ái kiến thì đó là lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát, của chư Phật mười phương. Nhưng mà nếu mà cái ái sai lầm nó thành ái kiến thì nó thương người nào đó, còn người nào đó không thương là nó giết hại người ta. Do vậy cho nên là cái ái mà sai lầm đó là cái ái do vô minh, chứ cái ái thật sự của nó, nếu mà không có vô minh thì cái ái đó là nó biến ra thành là cái lòng từ bi. Ánh sáng của đèn pin thì nó rọi vào trong một cái người nào đó, nó thương, nó yêu để nó nhìn mặt nhau. Thì cái ái đó là ái của đèn pin, không phải là cái ánh sáng đó là ánh sáng của đèn pin chứ không phải là ánh sáng của mặt trời. Nếu sử dụng ánh sáng mà ánh sáng của mặt trời nó rọi ngang bằng phẳng của cái mặt vũ trụ thì cả 8 tỷ người trên thế giới ta được hưởng cái an lành hạnh phúc của ánh sáng mặt trời. Trong khi đó ánh sáng cái đèn pin nó xíu về rồi nhìn em vậy thôi, chỉ có nhìn em thôi yêu em thì nhìn em vậy thôi. Còn ai đó xung quanh đó
là lối bị khổ đau gì kệ, không không có rõ. Chỉ nhìn rõ nghe em vậy. Thành nó cũng là ánh sáng, mà ánh sáng của đèn pin thì chỉ rọi ngay em vậy thôi à, mà ánh sáng mặt trời thì rọi cả 8 tỷ người trên thế giới. Cho nên cái ái không phải là tác chế. Mà rồi cái ái mà nó tự thanh tịnh rồi đó thì là cái thủ á, còn cũng đâu có là cái ái nó thanh tịnh rồi thì nó không có cái kiến thủ, nó trở thành ra là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì đâu có cái thủ, không có cái thủ, không có vô minh sai lầm thì cái ái nó không có thủ. À, tại vì vô minh sai lầm mà cái ái nó biến ra thành ra cái yêu, cái đối tượng yêu muốn tham lam thành ra thủ. Từ cái thủ sai lầm cho nên là nó có cái quả sai lầm, là sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não trong sai lầm đó. Thành ra cái 12 nhân duyên đó ngay cõi đời này thôi, chứ không có đổ lỗi cho đời xưa nào hết đó. Và cũng không có đổ lỗi cho hiện tại này, từ thức đến sắc lục nhập xúc thọ, cái thân này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ gì đâu. Mặt cớ sao lại phát một kiện liên tu bồ đề a nan cái giúp các vị a la hán cũng có cái thân này vậy, mà đâu có phải là nguyên nhân của đau khổ đâu. Người ta vẫn xúc, người ta vẫn thọ và người ta vẫn sanh lão tử ngay trong đời này. Cuối cùng tất cả mọi người nói người ta có lão tử chứ đâu phải là không lão tử, nhưng mà cái lão tử đó khi mà ta nhận thức được chân lý rồi đó thì coi như người ta lướt trên những cái đợt sóng sinh tử mà giỡn chơi giống như những người lướt sóng thể thao trên biển vậy, vượt trên những đợt sóng sinh tử mà làm cái trò vui thôi. Cho nên tôi nhắc là các Phật tử đó, chúng ta tuy là lớn tuổi thì phải tư duy quán chiếu đã đành, mà nhỏ tuổi cũng phải tư duy quán chiếu rằng nếu như một lúc nào đó, ngày nào đó mà chúng ta mà phải bệnh tử, chúng ta phải tập bình thản như bất động, chuẩn bị cái tư thế đó để mà sống an lành sung sướng đấy. Còn nếu mà các vị không chuẩn bị đó thì tới chừng lỡ bệnh nhiều bệnh ít ngạt thở rồi các vị sợ hãi vô cùng vô tận. Thành ra cái đó ta gọi là không thoát khỏi sanh tử. Còn người ta sanh tử ta coi như chơi vậy đó, như bình thường vậy đó. Sanh tử nó là quy luật của vũ trụ. Cho nên tôi đọc truyện rồi tôi đọc sách rồi tôi thường tư duy. Chẳng hạn như là Trung Du hồi xưa đó, mà cái tay đối thủ với Gia Cát Lượng á, mà tới điểm chết ta có 27 tuổi. Rồi còn như Gia Cát Lượng ngon vậy đó mà có 55 tuổi. Bây giờ đây trong này này biết bao nhiêu người 55 tuổi, hơn 55 tuổi nữa. Vậy mà mình chưa chuẩn bị, mình còn tiếp, mình ghi góp là sao? Rồi còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du của nước ta có 55 tuổi à? Rồi còn Trúc Lâm Tam Tổ của chúng tôi, nhà thiền của chúng ta thì cũng có ông 40, ông 46, ông 50. Đó là thiền sư đó, đó là được là từ vua quan nhân dân trong nước người ta nhận thức rằng những người đó là những người có uy tín, những người có đạo đức, những người có là giác ngộ đấy, mà người ta như thế. Do vậy cho nên là tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta phải thường tư duy quán chiếu vấn đề sinh tử mà không hề có sợ. Phải tập luyện như thế, phải coi đó là quy luật. Còn như La Hầu La cũng vậy, là con Phật này, con Phật mà chết trước Phật đâu có sao. Phật đâu có nói con tôi chết như vậy để cho
cái đó khác à, khó, cái đó khó nghe chút á. Khó nghe là tại vì mình chấp cả. Mình không thấy được cái ngũ uẩn giai. Dạ không, mình chưa nắm được. Đây nè, ngũ uẩn giai không là tôi nói cái đầu tiên, Đức Phật nói thời pháp đầu tiên nha. Còn thời pháp mà đi sâu vào đó, thì Phật dạy rằng là tới cái thời Bát Nhã đó, Phật dạy rằng nhất thiết hữu gì, như pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, dường như điện, như bao tiêu, như cả thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Cái đó đó, toàn bộ kinh điển Đại Thừa đều là dạy phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà kinh Hoa Nghiêm là tất cả Bồ Tát đều nói bên cái mặt bản thể chân như. Cho nên là hãy nói tới các vị Bồ Tát đó là các vị đó có nhiều quyển tâm, vị nào cũng nhìn hiện tượng giảng pháp bằng cái kiểu nào đó, cái nhân kiểu nào đó, nhưng mà cái quả cuối cùng cũng là thành tựu được như quyển tâm muội, thì mới thấy được cái sự an lành, giải thoát, sự trong sáng của đạo Phật. Cho nên là tôi nhắc lại chúng, mong là phải thấy cho được ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn vô ngã, đó là bắt đầu tu tập của cái giáo lý tiểu thừa. Còn khi mà phải đại thừa đóng kết lại cái bài pháp đại thừa thì phải thấy cho được hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ như điện như bao tiêu như càn thác bà như thủy trung nguyệt như là ảnh trung tượng. Đấy. Chỗ đó là chỗ khó đó, mà chỗ khó là cái chỗ mà tôi đúc kết như vậy là cái mà phải nói là hoàn toàn là từ mở ra cho tới đóng lại, không sai, mà tập vậy thôi. Tôi chứng minh cho các vị thấy, cái thời pháp đầu tiên là Phật dạy tu tứ diệu đế chứ gì, mà trong tứ diệu đế là nó có những nhóm nè, có ta bất bệnh, có thọ thì khổ. À, có những nhóm cái bằng tứ niệm xứ, tứ tính cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, bảy nhóm. Mà cái nhóm đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Phật dạy cái gì? Quán thân bất tịnh có nghĩa là phải thấy cho được sắc âm, sắc quẩn là bất tịnh, là vô ngã đấy. Quán thân bất tịnh, mà thân là thuộc về sắc. Sắc quẩn, sắc ấm ở trong ngũ ấm. Quán thọ thì khổ là cái gì? Thọ là thọ quẩn ở trong ngũ ấm. Rồi quán tâm vô thường là giải cái gì? Quán tâm tức là thức quẩn, tức là tâm vương. Và ngoài ra còn tâm sở, tâm sở 51 món. Đó, lại quán tâm vô thường là dạy về quán tâm dương và tâm sở đều là vô thường. Mà tâm vô tâm sở đều vô thường có nghĩa là tham sân si mạn nghi là thuộc về tâm sở, mà nó vô thường thì ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cho nên tam độc thủy bào hư xuất một là cái tham sân si mạn nghi, cái vô minh đã dầm học đây nè, không thật có. Đó, quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã nghĩa là quán toàn bộ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nói chung là cái thân này là một pháp trong giảng pháp đều vô ngã. Và giảng pháp từ giảng pháp cộng lại thành 95 pháp hữu. 95 pháp hữu vi. 95 pháp hữu vi nó nằm trọn ở trong ngũ. Ngũ uẩn ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên là quán giảng pháp vô ngã có nghĩa là cũng là ngũ uẩn vô ngã. Thế thì từ đầu tới đuôi khóa lại cái kinh mít dựa trên ngũ uẩn mà triển khai ra. Đó. Học này sâu lắm. Học này không đơn giản đâu. Các vị tôi nói thật thật là các vị không dễ dàng được học cái này. Còn các vị nghe hiểu hay không hiểu nhiều ít là tùy người.
Chứ còn các vị không dễ học cái này. Không dễ học cái này. Không có người nói cho các vị nghe đâu. Nhưng mà không phải là tôi nói như vậy có nghĩa là ngon lành. Có nghĩa là người ta cũng nói cái ông này bố nó khùng khùng. Sao nó nói cái gì nghe. Nghe mênh mông trời đất vậy. Chứ không có khùng rồi nha. Không có khùng à. Ta giảng kinh cái kiểu Nguyễn Du á. Kiểu Nguyễn Du ban đầu á vô câu á. Trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ bản khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong mà trời sinh quen thói má hồng đánh ghen. Đó là vụ trời đọc rồi. Tới chừng kết thúc gặp may muôn sự tại. Tại trời trời kia đã bắt làm người có thân bắt phong trần. Phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mạng mà dồi dào cả hai. Có tài và kể chữ tài liền với chữ tài một. Và coi như đóng mở ra cái rồi đóng bích lên cái là kinh dịch. Thì tôi giảng cái ngũ quẩn cùng với cái mười cái món mà hữu di pháp á cũng đóng khít. Còn như quyền giác thiền sư á mở đề quân bất kiết tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu nhân. Các ngài có thấy không? Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo vọng tưởng không trừ chính như không cầu. Dùng chữ quân các anh các ông các ngài cuối cùng kết thúc một câu kết thúc cái bài chót là đại tưởng bất du ư thú kịch đại ngộ bất câu ư tiểu tiết nhược tôn quản kiến bán thương thương dị liễu ngô kim dị quân quyết. Chữ quân đầu đẹp kết lại chứ quân lui cộng lại. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ốc anh biết được bao nhiêu trời. Anh chưa hiểu tôi sẽ vì anh mà nói trùng danh chương này kiểu là biết rồi. Mở đề chữ quân sao đúng lại bằng chữ quân. Mở đề thì chữ trời sinh quen thói má học đánh ghen cọ cảo thâm lầm vợ trước đèn. Sao đúng lại là trời kia nó bắt làm người có thâm. Bắt phong trần phải phong trần. Đi đi dặn chừng và dặn kinh bích luôn. Dặn từ cổ quẩn thời pháp đầu tiên em. Cuối cùng thời pháp pháp qua niết bàn và quan nghiêm ha. Tự đóng kinh bích luôn. Không thua, không thua. Không hề thua. Nó hay từ chữ vậy đó. Các vị nghe. Các vị là nghe cái đó mấy cái gì mới thú chứ. Một tác phẩm của ta vậy mà mở đầu chữ quân thì sao rồi ta đúc ra chữ quân à. Mở đầu là trời xanh. Là chữ tài chữ bạn ha là ghét nhau thì tóm lại cũng chữ tài chữ bạn và cũng trời xanh. Thành ra người xưa người ta dùng văn chương ghê lắm. Cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Nhất Hạnh cũng vậy đó. Mở đề ra cái sao đúng là kinh mít. Đường xưa mây trắng rồi Đức Phật trở về mà đi trong những đường có trời xanh có mây trắng đó. Nó đẹp đẽ và tôi nói nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cái đó hay lắm mà cho nên tôi mới là làm một lần tôi tặng cho các vị. Mà tôi không biết là các vị có biết thưởng thức hay không. Hay lắm. Không chê được.
Đây, bây giờ mình đọc cái này nó ngộ nghịch lắm. Ví như vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân mà thức là quả. Tức là nhân quả lẫn nhau. Vô minh hành thức cái sắc lục nhập nhân quả lẫn nhau. Do nghĩa đó vô minh cũng là nhân mà cũng là nhân của nhân. Đấy, dạng pháp không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên hết á. Kêu bằng nhân quả trùng. Đó. Đọc cái chữ vậy mà nó phải hiểu cái ý vậy. Dạng pháp là nhân quả trùng. Cái tách này, cái lọ này, nhân của nó là cái gì? Nhân của nó là đất ư, được chưa? Thôi còn biết bao nhiêu cái nhân nữa. Đó. Nếu cái nhân của nó là đất là sao có cái bông đẹp này? Đó nè, cái bông đẹp hết sức rồi. Thế thì cái tất này mà như vậy nên nó đẹp như vậy thì nói nó là đất sao cho trúng? Sao gọi là cái tất? Và khi mà làm ra mà cho nó có cái chất trồng trắng như thế này đó là nhân quả trùng mà trồng, không hề có đơn giản. Cái bông này cái gì là nhân của cái hoa sen này? Vô Vương nói đó, cho nên là học 12 nhân duyên là để mà tư duy và quán chiếu để rồi thấy nhân quả lẫn nhau. Mà nói nhân quả lẫn nhau không phải đơn nhân và đơn quả mà nhân quả trùng vô tận. Từ nhìn cái hoa sen này rồi nhìn cái tách này rồi nhìn lại con người mình là cái gì, nhân là cái gì, cũng trùng vô tận. Vì vậy cho nên tìm một cái ngã, một cái chính nhân nào đó của nó, tự nó sinh ra nó, không có, mà là nhân quả trùng tương quan tác động hòa hợp nương giá mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó là cái có, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ. Và thân của âm này có là vô có bằng vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh, vì nó bất bình bất mãn bất tịnh cho nên nó khổ. Và cuối cùng bất mãn bất bình bất tịnh cho nên cuối cùng nó không còn gì để cho ai được cái gì, cho nên nó không. Thành ra là vô ngã rồi vô thường rồi khổ rồi bất tịnh rồi không. Giảng pháp giai không. Vì sao vậy? Vì nó duyên sanh như huyền. Học cái đó. Cho nên muốn học Phật là phải có tư duy và quán chiếu mới thấy được cái giáo lý sâu sắc, rồi mới còn được cái an lành. Thế còn lại được cái gì? Không bao giờ lại được cái gì, không bao giờ không được cái gì. Không bao giờ gian sinh cầu nguyện kiểu nào cũng đều không được cái gì. Cầu an không bao giờ an được, cầu siêu hoàn toàn trật lất, không có siêu được. Cho nên cái từ cầu nguyện đó của đạo Phật nó thẳng ra, cái từ cầu nguyện đó lẽ ra mình không có xài, nhưng mà nó từ lâu quá rồi nó quên đi, thì mình cũng phải sử dụng cái từ cầu nguyện cho là ông bà anh chị gì đó được sức khỏe bình an, đã để vậy. Đó là chẳng qua là thế giới tật đàn, gọi là xã giao, gọi là giảng lai thụ tạc. Những cái lời nói đó giống như là những cái lời của những cái nhà ngoại giao á. Những nhà ngoại giao ta nói nghe nó ngọt vậy cho mà nghe là tiêu á. Không bao giờ có nói thiệt. Nói lúc nào cũng có cái hậu ý lợi lạc cho đất nước người ta. Không bao giờ có cái tình cảm mà nói thiệt đâu. Nên đó thì mình cũng nói cầu nguyện chứ lẽ là cái từ đó không được xài. Mỗi một lần nói ra mình phải tự biết mình ngưỡng cái miệng của mình. Mình phải biết là đây là cái lời xã giao, cái lời thuộc về khách sáo, chứ không có cầu nguyện cái gì được hết. Nếu mình tốt với nhau là mình là thiện hữu tri thức cho nhau. Mình là đồng hành thiện tri thức cho nhau. Mình nhắc
sai, chỉ bảo nhau để mà cải tạo thân, miệng, ý, xây dựng những cái đức tánh và hạnh lành, những cái từ bi hỷ xả, đó là thiện hữu tri thức cho nhau, thì cái đó tốt. Chứ còn cái cầu chúc, cầu nguyện rồi này kia đó, lẽ ra đạo Phật phải bỏ. Nhưng mà tại vì cái tập quán lâu đời quá, mình bỏ người ta không nghe được, ta không hiểu được. Cho nên là do nghĩa đó, vô minh cũng là nhân, mà vô minh cũng là nhân của nhân. Thức cũng là quả, mà cũng là quả của mẫu quả, tức là nhân quả lẫn nhau, nó đi vòng tròn các bạn. Thật tính cũng như vậy, do nghĩa đó vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Mà mấy cái điểm này mới kỳ đó nha, coi vậy đó mình tưởng nó vô minh là nó hoành hành mình ghê gớm á ha, rồi là nó sẽ tiêu diệt loài người đau khổ ghê gớm á. Nhưng mà đây không có. Do vậy cho nên là do cái nghĩa mà trùng trùng nhân quả và tương quan tương duyên nhân quả cho nhau đó, do vậy cho nên là vô minh đây nè. Do vậy do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Đấy, bây giờ là các Phật tử chúng ta thấy trong đầu của chúng ta có cái chất nào là chất vô minh, nó vô có trong này không? Không bao giờ. Không bao giờ ai có cái chất vô minh vô có ở trong con người của mình. Đấy. Do vậy cho nên là nếu mà trong lúc mà ta tập trung, ta nghe kinh điển như vậy đó, thì các vị không hề có vô minh. Vô minh không hề có sanh. Đấy. Khi mà mình ngồi mình nghĩ ngợi cái việc làm ăn đắc thất thành bại hơn thua tốt xấu, thì vô minh mới có sanh và có diệt. Chứ bây giờ trong cái lúc mà mình đi chùa, mình lễ Phật, hay là đi chùa mình học đạo, mình nghe kinh vậy nè, thì lúc bây giờ không ai có vô minh ở trong con người của mình hết. Nó không phải là cái của mình vốn có ở trong con người của mình. Cho nên đố ai tìm. Bác sĩ giải phẫu tinh vi cỡ nào cũng không tìm ra cái chất vô minh ở trong con người của mình. Do vậy cho nên vô minh không hề có sanh. Mà đã không sanh thì đương nhiên là không hề có diệt. Do vậy cho nên Quyền Giác mới nói rằng được học vô vi nhàn đạo, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Tại vì vô minh thực tánh, thức Phật tánh, cái thực tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành vốn có của mọi người. Đó. Ảo hóa không thân, tức pháp thân. Cái thân quyển hóa này nè, nó là cái hiện tượng dương sanh của cái thân trùm khắp vũ trụ, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Từ cái tánh thanh tịnh bản nhiên không đến không đi không sanh không diệt đó, nó duyên khởi ra cái thân này. Cho nên thân này là hiện tượng dương sanh của cái pháp thân thanh tịnh kia. Giống như sóng mòi một bóng bọt của nước biển Bình Châu Vũng Tàu là hiện tượng duyên sanh của nước biển phẳng lặng như tờ. Đó. Cái tấm này, cái lọ này, cái nồi đất, cái cà ràng, cái ông táo, cái lu, cái chum, cái ché, tất cả cái phần tính của nó là một thứ không hề có cái gì, đó là đất. Cho nên á, các cái thứ cà ràng, ông táo, nồi đất, nồi đồng, tất cả tách ly bình bằng xứ này là hiện tượng duyên sanh của một thứ là đất, chứ nó không phải là cái này. Không.
việc trong vũ trụ mà có ra thân này. Thân này chẳng qua là cái thân hiện tượng duyên sanh. Ở cái này là phải tu thiền, tu thiền. Cho nên tôi nói rằng là tất cả chúng ta đều là phải học tu thiền. Thiền định là tư duy tu. Mà trước khi tu thiền định là tu massage, samatha. Nghĩa là phải có một cái thời, một cái giờ phút an ổn, gọi là chỉ dẫn đứng những cái vọng tưởng của quá khứ, cắt đứt cái tưởng tượng, sẽ tưởng tượng của tương lai. Thì bây giờ là mình vận dụng cái trí tuệ vốn có của mình, là mình tư duy, mình quán chiếu, mình mới thấy được. Cho nên là phải vừa học mà phải vừa tập tu, mình mới thấy được cái sâu sắc của đạo Phật. Cho nên vô minh không có sanh. Vì không có sanh cho nên vô minh không có cái lúc gọi là diệt. Cho nên là mình nói rằng là mình tu hành để mình diệt vô minh đó. Là nói cái đó là thế giới tất đạt. Nói cái đó là phương tiện mà nói vậy, chứ còn vô minh không có diệt. Bởi vì nó có đâu mà diệt. Nó có sanh hồi nào đâu mà diệt. Cái bóng trời bảy màu đó, ai nó không có thật sanh. Cho nên đố cái ông nào mà dùng cái chất gì của nguyên tử ngày nay mà bắn mà phá cho tiêu được cái ráng trời bãi bạc. Nguyên tử nào cũng không phá được. Tất cả vũ khí nguy hiểm cỡ nào cũng không làm cho tan mà cho chết, cho mất được cái bóng cái ráng trời bãi màu đó. Vì sao vậy? Vì nó không có thật sanh. Cho nên gọi là diệt ra không có cái lúc diệt. Vậy thì lúc mà thấy nó bảy màu đó là gì? Lúc đó thì gọi là quyển sanh. Vì quyển sanh cho nên quyển diệt. Chứ nó không có sanh. Và vì không sanh cho nên nó không có diệt. Cho nên mình phải học Phật, mình lý luận dữ lắm là nhà. Chứ học Phật mà u gạt gạt là không hiểu đâu á. Phải có cái khả năng nhận thức lý luận. Cho nên là học Phật của tôi không bao giờ đồng ý mà con nít rồi 6-7 tuổi mà cạo tóc vô chùa rồi cho ôm cái mỏ bự bằng trong cái thúng, giống như là mấy cái ông tiến sĩ mà nó làm lịch nó bác kiểu đó, tôi không chịu đâu. Nít mà lớn mà biết cái gì mà ôm mỏ, ôm chi chuỗi hộp bằng trên em mang để làm gì? Cho nên cái người mà gọi là học Phật để tu là người đó phải có trình độ, phải có khả năng nhận thức thì học tu mới được. Chứ không có khả năng nhận thức, không có trình độ thì học Phật á thì cũng được. Là mình dạy cho một cái pháp môn niệm Phật, mình cứ tay lần chuỗi, miệng là niệm Phật không? Nam mô a di đà Phật. Nhưng mà nhớ dặn rằng là niệm vậy đó, thì đứa nào nó có nó làm bể cái bình cái tóp gì đó thì đừng hả? Trời ơi, cái bình đó đất giang tây mà sao mà mình làm bể vậy? Rồi cái rồi lôi cổ ra quánh một hồi thế thì đánh nồi đánh đã rồi đã nương rồi mới niệm nữa. Thế thì là cái niệm đó không có đem lại kết quả. Nghĩa là phải xả bỏ những cái gì đáng vui, cái gì đáng mừng, đáng giận, đáng thương, đáng ghét, cứ niệm không thì có lý luận, không lý luận được, không hiểu sâu. Mà nếu như niệm Phật kiểu đó vẫn có vẫn an lành, nghĩa là phải gác bỏ đi những cái tắc thân, những cái được cái mất cái nên cái hư trong những thời gian mình niệm Phật. Do vậy cho nên là các cụ lớn tuổi, các ông già, các bà già không lý luận sâu mà biết cách tu hành vẫn được. Chẳng được có bước.
phải là mình đi trúng con đường của Đức Phật. Ta học cái này lý luận cái này. Vô minh không thật sanh. Vì vậy cho nên cái người tu hành khi mà mình bị vô minh mà nó tác động á, mình phải biết rằng nó không có thật sanh. Mà nếu mình nổi một cơn giận dữ là cái đó là cái tâm sân nổi lên đó. Mình phải biết là cái sân này vốn không có tự tánh. Chỉ cần đọc một chữ lên, nhẫn nhục à, nhẫn nhục mà là mặt. Còn mà không thì nhẫn quan gia trái chủ tôn tự tánh. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu. Nhẫn trong khoảng chừng không được một hơi thở mà cái hậu quả khỏi lo trăm ngày ngàn ngày cũng có. Bởi vì nếu mình không nhắn rồi mình cầm dao lôi cái ta chết liền tức khắc thì mình sẽ là bao nhiêu trăm ngày hậu quả trong ngày tù tội. Cho nên nhẫn nhất thời chỉ khi miễn ba nhật chi ưu. Cho nên là cái tham, là cái sân, là cái si nè, nó không có. Mà mình để cho nó tác động, nó hoàn thành là hậu quả ghê gớm. Mà mình tính thức, mình nói một chữ nhẫn thôi. Nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử. Nhịn đi, rồi tất cả những nợ nần quan gia nghiệp báo từ nơi đó mà không có, mà tiêu diệt. Đây. Cho nên mình học câu này. Vô minh chẳng sanh, chẳng diệt. Bởi vì sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta có một cái chân lý gọi là cái thấy của chúng ta nó gọi là gọi là trung đạo. Các pháp không thật sanh, các pháp không thật diệt là chúng ta nhận thức trung đạo. Hai nữa là chúng ta tư duy quán chiếu rằng trong cái bộ óc của chúng ta nó có một cái chân lý vốn có là để nhất nghĩa không. Nó không hề có tham, có sân, có si, có mạng, có gì. Có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gì hết. Do vậy cho nên là mình trở về với cái để nhất nghĩa không. Thì rõ ràng là vô minh không thật sanh, không thật diệt. Tự nhiên quán chiếu như vậy mà để xa lìa vô minh. À, rồi vô minh không chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn. Vô minh nó không phải thường, nó làm gì có thường, nó không có sanh thì làm gì còn có thường, mà không có diệt cái thì làm sao gọi là đoạn. Cho nên nó chẳng thường mà nó chẳng đoạn, chẳng một mà chẳng hai. Vô minh mình nói đó là một là một cái gì, nó đâu có cái gì đâu. Còn nói hai thì lại càng không có. Rồi chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Vô minh chẳng đến, chẳng có lúc nào nó đến đâu. Chẳng, nó chẳng phải là nhân mà nó cũng chẳng phải là quả. Vì vô minh là nhân mà nó là nhân cho hành, rồi hành lại là nhân của vô minh. Cho nên nói đó là nhân cũng trúng mà cũng không trúng. Nó nói là quả cũng trúng mà cũng không trúng. À, thế thì cái đạo Phật nói cái gì kỳ vậy? Nói cái gì kỳ vậy? Tại sao nói vậy? Muốn nói sao nói vậy? Không phải muốn nói sao nói. Mà nó có cái chân lý mà người ta có thể nhận thức rõ ràng. À, tôi nói thí dụ. Bây giờ các vị nằm chiêm bao, chúng ta ai cũng có lần nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao kiểu gì đó cũng được. Nằm chiêm bao thấy cọp rượt, sợ hãi vô cùng cũng có. Nằm chiêm bao khi nào mình ngủ không đắp mền, mình thấy mình té dưới sông, mình lội sông lạnh lẽo vô cùng cũng có. Nằm chiêm bao thấy là đi đường gặp con rắn rít nó làm mình hãi hùng ghê gớm cũng có. Nằm chiêm bao mình gặp mà mình thấy người ta cái lúc mà chiến tranh chặt giả đó, mình thấy mình ở trong một cái trận chiến ghê gớm, nghĩa là chết chóc đau khổ ghê gớm cũng có.
Rồi đọc cho bao thấy đi mình đi trong cái chợ đó, người ta buôn bán vô số đồ, đồ tốt, đồ xấu, đồ sang, đồ quý, đồ bình thường. Và mọi người ăn mặc xanh vàng đỏ trắng đủ một đủ cấp có ăn. Thế thì trong các chim bao đó, rồi mình nói cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là ngon, cái nào là không ngon, mình cứ mình nói cho đã đời ở trong đó đi. Cái nào là sợ hãi hùng, cái nào là không đáng sợ, cái nào là thích thú, thì mỗi người tự nằm trên bao rồi tự biết coi cái mình nhận định trong trên bao đó là thật sự là cái gì, và cái đó ở đâu, và có công dụng thật sự hay không. Không bao giờ có. Đã là chim bao thì nó muốn sanh cái gì nó sanh, nó muốn có cái gì đâu nó có. Mà tới chừng mình thất nhất chim bao là nó hoàn toàn không có cái gì. Do vậy cho nên ngày nào mà mình còn dính mắt á, bám víu cái pháp hữu vi, thì mình còn thấy có, thấy không, thấy có sanh, thấy có diệt, thấy có thường, thấy có đoạn, vân vân. Nên nếu mà mình không có đam mê, không có dính mắc ở trong cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không còn lưu liếng dính mắc chấp mắc ở trong các pháp hữu vi, thì không có cái gì nói trúng cái gì được hết. Không có cái gì nói trúng hết. Cho nên là vô minh nó không nhân, không quả, không thường, không đoạn. Vậy mà mình còn ở trong pháp hữu vi, trong cõi đời là hiện tượng này đó, thì mình thấy còn có nhân, có quả, có cái là lâu dài, có cái ngắn ngủi. Là tại vì mình đánh giá, mình nhận thức trên hiện tượng dạng pháp hữu vi. Nhưng mà pháp hữu vi á, tôi nhắc lại á, pháp hữu vi nó không phải ở đâu khác, mà nó ở trong cái gì, ở trong cái pháp ngũ uẩn. Triển khai nó từ cái ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó. Mà mình chấp ngũ uẩn tức là mình chấp dính mắt vào pháp hữu vi đây. Thì cái này khó nha. Cái này mà nghe rồi mà muốn hiểu thiệt á, hiểu kỹ á, là phải học thiệt. Sắc ấm có 12 món, phải học đàng hoàng à. Thọ tưởng có 51 món, phải học đàng hoàng. 51 món rồi là 51 món gọi là tâm sở, tương ưng. Rồi còn 24 cũng gọi là tâm, mà tâm bất tương ưng, 24 món. Rồi 8 cái thức gọi là bát thức tâm vương, cộng chung hóa thải 95 món. 95 món đó gọi là thuộc về pháp hữu vi, nó nhiều vậy chứ mà nó nằm trong 95 món đó. Nếu mà mình mà mình xa lìa năm được 95 cái món ở trong cái thuộc về cái thành phần hữu vi đó, thì chúng ta có khả năng tư duy thiền định, chúng ta tư duy bên mặt bản thể chân như thì không có cái gì để nói. Cho nên bên mặt mà hữu vi pháp á, thì nó như mộng, như quyển, như bờ, như ảnh, cho nên nó có thể nói vô tận, nói không bao giờ rồi, kể cả Như Lai Thế Tôn nói cũng không rồi. Tùy theo chúng sinh căn cơ mà dạy, mà giảng, mà cởi mở đau khổ cho họ thôi, chứ không bao giờ Như Lai nói rồi được. Chừng nào mình đi sâu vào bên cái mặt bản thể chân như thì không nói mà nó cũng rồi. Bởi vì Như Lai giả là tích cho pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hỏa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa.
bên mặt bản thể chân như của Như Lai, Như Lai tạng tâm á, thì Như Lai có nghĩa là không có đi, không có đến, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về Như Lai. Như Lai giả là vô sở tung, Lai diệt vô sở khứ. Như Lai không có từ đâu mà đến, và cũng không bao giờ có đi. Thì đâu, vì đó là cái bản thể chân như bất sanh bất, bất diệt. Do vậy cho nên là khi mà mình rời bỏ được hữu vi rồi đó, thì mình tư duy quán chiếu bên mặt vô vi pháp. Mà bên mặt vô vi pháp đó, thì Kinh Hoa Nghiêm ta gọi nó là lý pháp giới. Còn mình mà còn tu tập ở bên cái mặt hiện tượng hữu vi á, thì bên Kinh Hoa Nghiêm ta gọi đó là sự pháp giới. Thì khi nào mà ta nắm bắt được lý pháp giới, sự pháp giới rồi, ta cộng hai cái đó gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Thì lý sự không còn ngại nữa rồi, thì sự sự vô ngại, nghĩa là vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn nói, vẫn nín, vẫn vui cười mỗi ngày, mỗi đi khất thực, giống như Phật Thích Ca và các đệ tử ngài hồi xưa, vẫn ở trong pháp giới hữu vi mà coi như không còn bị vướng mắc ràng buộc bởi vạn pháp hữu vi. Đấy, cho nên học này hay dữ lắm, mà đều khó nghe. Khó nghe mới học 30 năm chứ. Chứ học 30 năm mà cứ nói lặt vặt, đứng dậm theo một chỗ, thì học 30 năm để làm gì? Ở đây mình nghe 30 năm rồi. Anh chưa làm được là tôi chết đi, có thể chưa làm được đấy, nhưng mà nghe được là quý rồi. Nghe được là có ngày mình rảnh rỗi hết công việc rồi mình sẽ ứng dụng được. Mà muốn ứng dụng được á, không phải vậy, muốn ứng dụng được kinh điển là cái điều mà xưa nay tôi nói rất là chính xác. Thiên tài đồng tử mà đi tham học 53 người, mà mỗi một vị thiện hữu tri thức vậy đó. Nhớ nghe, thiện hữu tri thức 53 người đó là có người là đồng nam, có người là đồng nữ, có người là tỳ ưu tỳ kheo, có người tỳ kheo ni, có người ưu bà tắc, có người ưu bà di, có người là thọ thần, có người là long thần, đủ mạng người. Chứ không phải là Bồ Tát là để cho mấy ông hòa thượng gì đó, không có. Hay là thượng tọa đại đức không có nha. Đồng nam, đồng nữ, rồi ưu bà tắc, ưu bà di, rồi thì kheo đi, đủ thành phần trong 53 gì. Mà vị nào cũng là nói ra cái bao nhiêu chục cái thứ tam muội của mình, và đồng thời giới thiệu thêm cả chục, 20 thứ tam muội của cái ông khác mà ta chưa biết. Vậy thì thiên tài ông có biết, ông tới cái gì đó, cái gì ưu bà tắc đó, cái gì ưu bà di đó, ông hỏi. Thì lại cái ông ưu bà tắc, ưu bà di, cái thứ 20 đó lại hỏi ông, cái ông nói, ồ, ta thì có được là 20-30 cái món này thôi, còn có 40-50 thứ nữa, ta chưa hiểu. Ông đi lại phương Nam, hỏi một vị tỳ kheo bên kia. Thế thì là cứ lần lượt hỏi vậy 53 người, ta gọi là thiện tài ngũ thập tam tham. Nhưng mà tôi thiền định, tôi hỏi tại sao mà cái ông này mà đi hỏi tới đâu là ông thuộc tới đó. Là truy nguyên ra là tại vì ông là thiện tài. Tại vì là hồi mà ông á, đây là trong kinh ta nói rồi, ta nói ý đó, ý tứ đó. Hồi mà là ông có mang ở trong bụng á, là bắt đầu nhà cửa của gia đình của ông á, là vàng bạc lưu ly ba lê sa cừ xích châu mã não, tất cả những cái đồ cần dùng quý giá nhất trên, gọi là quý giá nhất thì có đời, tự nhiên cái nhà của ông là có ra hết, đầy đủ hết. Do vậy mà cha mẹ cũng như là thời đó ta đặt ông là thiện tài, là do ông có cái thiện nhân cho nên bây giờ có cái quả báo là tài của đây đủ hết. Như vậy có nghĩa là thiện tài mà đi tham đó, tham học và thành tựu hết trơn đó, là tại vì là kinh tế đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên nó đúng với cái câu mà của tiền bối ta gọi là có thật mới vẫn được được nào. Ông này hoàn toàn không cần một món gì mà nó dướng díu được cái đầu,
Do vậy cho nên là khi mà các vị mà thiện hữu tri thức là người ta truyền đạt cho môn gì, môn giải thoát gì, môn tâm bộ gì, ông thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn là tại vì ở đây đó. Ở đây nói một cách khác đó, là ta chỉ học về lý pháp, về lý pháp giới thôi. Còn về mặt sự pháp giới, người ta không còn bị tiền tài này, danh vọng này, sự nghiệp này, tình yêu này, giàu có này, gì đó, ta không còn. Ta đã viễn ly hết rồi. Vì viễn ly cái đó, viễn ly sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, muốn dục lạc có đời. Tức là người ta không còn bận biểu cái đó nữa, ta hướng về cái bản thể chân, chân như thanh tịnh vô vi. Người ta chỉ cần thấy rõ được nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh với lõi diễn như điểm là người ta tiếp thu tất cả. Cho nên là học rất nhiều, mà cái cuối cùng là phải thấy cho được hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh với lõi, như ba tiêu, như cả tháng bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như những cái đồ bóng quán đó là rời hết hữu vi, là thuộc hết. Cho nên tôi thấy cái này tôi nói từ trước tới giờ là các vị để ý và coi, không hề có lạc mục tiêu, phải có thực mới vượt được đạo. Trung bình mới tu được, còn bằng không thì làm cái kiểu của Phật Thích Ca, đi khất thực mà ăn có cái gì cũng được. Còn bằng không vậy thì ở nhà các vị cố gắng, tuổi trẻ cố gắng làm cho nó ra một cái số tiền bạc nào đó ha, cái rồi mình lấy lại, bỏ ngân hàng lấy lại ăn tu. Còn nếu như mà mình không bỏ ngân hàng mà có con, mà con nó ngoan mà nó có tài á, thì để nó làm rồi mà mình không giữ nha, không được giữ, nó làm sao nó làm, rồi nó cúng dường cho mình ăn mình tu, mà mình không được giữ. Mà mình giữ, mình làm cố vấn, mình trị mũi đó là ít bữa là nó cự với mình rồi mình cũng phiền não, nó cũng phiền não, không được vậy. Cho nên nếu mà đưa cho con thì mình không được giữ. Còn bằng không, bỏ ngân hàng lấy lãi mà hoàn toàn không lo về vấn đề vật chất nữa. Một cái điểm nữa là hoàn toàn không sinh chết. Cho nên cái chuyện mà nếu mà bệnh lão, bệnh tử là phải xem nó là bình. Đó là đi trên con đường của đạo Phật, dứt khoát là an lành, là hạnh phúc, là tự tại, là chú ý thần thông á. Chứ đừng có tưởng là chờ chừng nào mình tu rồi mình cầu nguyện, mình chú ý thần thông rồi mình bay lên mây, bay chi thịt. Đi qua Mỹ có ngàn đô la là ta chở mình đi tới Mỹ. Ở đó mà tu ngồi gửi mà chờ được bay lên mây. Không có. Chú ý thần thông có nghĩa là tự tại vô ngại, bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Thần thông là vô ngại tự tại trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi thời gian. Ủa cái đạo nó hay như thế. Thôi gần đây được rồi. Có 1:15 rồi đó. Chúng sanh đó.